Nửa là của con người giúp người thoát khỏi đời sống nguyên sơ. Từ cuộc sống săn bắt hái lượm, con người đã biết dùng để sưởi ấm, để nướng chín thức ăn, tránh thú dữ và hợp quần sau những lúc chiến thắng săn bắt thú rừng. Nhờ đó, vừa là sản phẩm thiên nhiên, vừa là thời điểm cho những hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người thuận sơ khai. Ngày nay, tuy đời sống đã văn minh, nhưng mỗi khi trở về sống với thiên nhiên, mọi người vẫn chờ ánh lửa khi đêm xuống. Đối với tuổi trẻ của chúng ta, lửa trại đã thành hình thức văn hóa không thể thiếu được, còn là một nghi thức thiêng liêng, một phần của cồn trại. Vui vẻ để thấy nếu thế gian này không có mặt trời thì cả vũ trụ này sẽ ra sao, và nếu mỗi chúng ta không có tình bạn thiêng liêng thì cuộc sống sẽ tẻ nhạt. Biết nhường nào, hãy thắp lên, hãy đốt lên những ngọn lửa trong mỗi trái tim chúng ta. Hãy để cho ngọn lửa cháy lên, cho tình bạn mãi mãi được dâng cao, được in sâu trong tâm hồn của mỗi chúng ta. Thank you.